Không ổn rồi, không ổn rồi. Hình như tụi nó kiếm mình á. Nhìn tới mấy thanh niên này xăm chỗ. Ôi có chứ chỉ vô nhà anh em mình nữa cơ. Nãy giờ tụi nó đứng leo chưa? Cũng chắc khoảng 15-20 phút rồi đấy kìa rồi. Ôi thì trước nhà của anh em mình á, có mấy thanh niên xăm chỗ mà cứ chỉ vô nhà anh em mình mọi người. Nhìn có vẻ là rất là lạ luôn, mình không cũng quen nữa mà lại đứng mình chỉ vào nhà. Không biết kiếm ai nữa mà tay chân của mấy thanh niên này xăm mình nhìn rất là sợ luôn mọi người. Cứ chỉ vào luôn kìa. Mấy anh kiếm ai á? Ôi kiếm anh Trọng. Chắc bây giờ là mình vô mình kêu anh Trọng ra mọi người. Chứ mấy thanh niên này cứ chỉ vào nói kiếm Phúc Trọng. Mà nói cái giọng mà rất là anh em mình sợ luôn á. Có việc gì không anh ơi? Dạ đúng rồi. Thôi anh ấy nói kêu thằng Phúc Trọng luôn rồi. Có việc gì không anh ơi? Thôi tôi gọi anh Trọng đi kìa thôi. Chắc mình không dám mở cửa ra đâu. Phải kêu anh Trọng ra để nói chuyện như thế nào được. Vào kêu anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng. Hình như trước nhà mình có một nhóm thanh niên xăm mình mà cứ đứng chỉ chỗ vào nhà anh em mình kìa. Cái tên gì vậy? Em cũng không biết nữa, hình như là kiếm anh hay sao á. Sao lại kiếm anh? Tại vì kiếm anh rồi nghe kêu tên rồi thằng Trọng người kia ra gặp tao. Nghe em nói với giọng mà kiểu như giang hồ lắm anh. Hay là bọn nào đi ngang qua nó chơi ở đó nó chọc không? Không, tại vì đứng trước nhà mình luôn mà chỉ vào nữa. Đứng trước nhà luôn à? Đúng rồi. Đứng 15 phút rồi đấy anh ạ. Mày thử ra nói chuyện với nó đi xem sao nó kiếm ai. Em ra em nói chuyện vài câu mà không dám mở cửa. Em hỏi là anh kiếm ai vậy? Anh nói là kiếm thằng Trọng mà vẻ mặt rất là ghê. Có nói chuyện với nó chưa? Em nói được vài câu anh không dám nói nhiều nữa. Nó nói sao? Nó nói là đây phải nhà của thằng Trọng không? Ra gặp tao. Bao nhiêu thằng? Tầm 4-5 thằng luôn anh. Thằng. Nói chung là đây có phải nhà của thằng Trọng không? Dạ. Ai chà. Em cũng sợ em không dám mở cửa. Nếu mà nó mà kiếm mình nhưng mà nó có thiên chí không? Thấy thái độ thế nào? Thái độ em vẻ là rất là hung hăng anh. Kiểu như là muốn gặp anh để làm chuyện gì. Rất là... Thấy bọn nó kiểu là côn đồ không? Rồi kiểu côn đồ anh. Tại vì mà nó kêu thằng Trọng ra đây gặp tao. Dạ. Còn chỉ tay chỉ vào nhà mình nữa. Ai chà, bao nhiêu thằng đây? Tầm nãy em đếm không nhầm là 4 thằng. Cả xăm chỗ đầy mình nữa anh. Xăm chỗ đầy mình luôn á? Dạ. Mấy bữa giờ là mình đâu có xích mít với ai đâu ta? Anh nhớ lại xem mình có xích mít với ai không? Thôi thiệt hay nó dớt mình kiệt toát mồ hôi này. Em nói thiệt chứ nãy giờ em cũng sợ lắm với tim rung. Ra đuổi nó về. Ra kêu là về đi kêu Trọng không có nhà. Chắc anh ra đi nhờ. Tại nó kiếm anh á. Em không bảo mày. Mình có làm gì đâu mà sao lại kiếm mình ta? Bây giờ là bọn mày có xích mích với ai không? Không, bây giờ bọn em không xích mích với ai chứ. Nhưng mà xem mấy anh này, hình như mấy anh này cũng lớn lắm rồi đó. Lớn rồi à? Đúng rồi. Mà lại kiếm Trọng. Đang quay video luôn đúng không? Dạ. Quay luôn cái video này nhá. Để tí nữa ra ngoài thì có gì thì cái video này thì mình còn biết. Tại vì bây giờ là mình chưa biết là như thế nào đúng không? Côn đồ thiện chí hay là thế nào? Nên là cứ quay cái video này luôn. Để có gì thì mình còn có cái video. Thế, dạ. Thế bây giờ mình ra hay sao? Bây giờ bắt buộc phải ra, bây giờ đang ở ngoài đúng không? Dạ. Bây giờ để anh ra xem tình hình xem thế nào. Ủa nhưng mà anh ra anh đi khoảng cách mấy anh đó nha. Không chừng anh ấy... Bao nhiêu thằng? Tầm 4 thằng. 4 thằng không? Đâu, mấy thằng nào kiếm anh? Mấy thằng này à? Nó đứng đây lâu chưa? Khoảng 15-20 phút rồi đây anh ơi. 15-20 phút rồi à? Dạ. Mấy anh kiếm ai? Đúng rồi. Có việc gì vào đây? Nhưng mà có việc gì không? Ai chà, thấy căng căng nhỉ. Cởi trần để xăm mình nữa. Có việc gì nói đi. Bên đó có bao nhiêu thằng vậy? 5 thằng à? Sau đây có 3 thằng. Ui, mình ra mình xem mình sợ gì. Không nên ra anh ơi. Nó xăm chỗ nguy hiểm lắm đấy. Không sao đâu, cứ đi ra để anh nói chuyện coi nào. Đi, mày đi cùng anh này. Xem có chuyện gì. Có chuyện gì đây? Đúng rồi.
Đúng rồi, mình là Trọng đây. À, mày là hay quay YouTube người này kia kiếm tiền trên YouTube đúng không? Đúng rồi. Ngon đấy. Sao có việc gì không anh em lại đây không vui nhà? Thì mời mày ra ngoài nói chuyện vui thôi. Có một chút xâm chỗ nha. Đúng rồi. Bài bán đấy. Anh làm gì anh đụng chạm ghê vậy? Ô, anh già làng. Gì đây? Bắt đầu nhá, hôm nay anh đến để chơi, anh muốn gây sự bất ngờ cho em đấy. Bất ngờ? Dạ vâng. Nhưng mà thật không? Thật lúc nãy giờ là khán giả xem này. Thế là anh xuống lâu chưa? Anh vừa tới đây thôi. Nhìn nãy giờ là bất ngờ này là bất ngờ lắm luôn á. Đến đây từ đêm hôm qua rồi, nhưng mà một sáng nay đến đây thì muốn gây sự bất ngờ cho em đấy. Cho mấy đứa em này nó không quen em đấy. Hai anh em chưa gặp nhau nên là cho tạo sự bất ngờ. Chào nha. Mà nhưng mà thấy anh này là thấy quen lắm nhở? Trong tim của anh già làng à hay là... Đây là em Du Siêu. Du Siêu à? Giới thiệu đi. Anh là Du Siêu, anh kênh YouTube của anh là Du Siêu. Còn... tên Ideal. Ideal. Đã hỏi đi em. Anh em mình ngày hôm nay mới quen nhau lần đầu mà thế này là rất là ấn tượng luôn á. Đấy, vô nếu mà anh xuất hiện nữa thì nó dở, là phải trốn được kìa. Cho anh mượn cái mic nào. Anh em mình đã không gặp nhau thì gặp nhau là gài mic luôn. Đấy. Đây là anh già làng. Ý là ngày hôm nay là tưởng đâu giang hồ lại kiếm không chứ. Nãy giờ là Kiệt với cả thằng em này. Mấy em có tưởng thật à? Em đang ngồi làm video. Mấy thằng em này kêu là anh Trọng ơi, sao lại có mấy thằng nào xăm trổ đứng ngoài mà nó cứ hỏi nhà thằng Trọng đâu. Hai anh em bàn bạc kế hoạch từ hôm qua rồi tới đến đây giả vờ hù thiếu quốc Trọng thì mình đây này ra mồ hôi này. Nhưng đấy mà nói, nhưng mà nói em có sợ không? Hả? Có sợ không? Em này cũng bình thường thôi, nhưng mà sợ thì em đâu có ra. Đúng không? Sợ. Nhưng mà sợ đâu có ra. Nhưng mà nhìn là ra mồ hôi là biết sợ hay không rồi đó. Ra là cởi chân hoành tráng đúng không? Em đây là anh em trong tem luôn hả? Đúng rồi, đây là anh em trong tem. Chào nhá. Thế là hôm nay là mấy anh em xuống đây thăm đúng không? Thì có chuyến của anh đi từ ở dưới Ninh Thuận đi ở nhà Cú Đâm Thép á, xong rồi lên Đà Lạt ghé thăm mấy người khán giả xem kênh của anh với Du Siêu á, thì họ có lời mời thì ghé thăm họ thì xong rồi tiện đường đi qua đây thì anh ghé thăm chỗ em luôn. Sao không gọi trước cho em mà lại muốn sự bất ngờ mà gọi trước thì nó mất hay đi. Cái này là quá bất ngờ đó. Em đang quay video hả? Đúng rồi. À đang quay lại luôn. Dạ. Để đúng gọi là YouTuber gọi là kinh nghiệm ạ, đấy không? Kinh nghiệm lúc nào cũng có máy quay. Khi mà giang hồ vào nhà là phải quay lại hình ảnh đó. Chứ không mà lỡ nó em ra rồi mấy anh này xử em thì mình còn có video đưa công an chứ đúng không? Cho phép Du Siêu xin chào tất cả các bạn khán giả trên kênh của Phúc Trọng Vlog nhé. Hôm nay cũng rất là vui khi mà già làng dẫn anh em đến đây. Thì kênh của Phúc Trọng Vlog thì anh cũng hay xem. Dạ. Anh biết là em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 1997 anh. 97 thì đây là kiểu bằng anh rồi. 94. Dạ. Xin chào các bạn nhé. Biết nãy giờ mình chào chưa nhỉ? Nhưng mà qua video này thì xin phép chào mọi người luôn nhé. Nãy giờ do anh em bận nói chuyện quên sợ có khi chưa chào đấy. Dạ. Trọng cũng chào tất cả khán giả luôn. Thì ngày hôm nay thì anh em ghé thăm Trọng và tạo cho Trọng một cái bất ngờ mà toát mồ hôi luôn này. Đó. Nói chung là anh em trước lạ sau quen. Thì đây là anh Già Làng Tây Nguyên, chủ kênh YouTube là Già Làng Tây Nguyên. Thì anh em mình quen nhau rất là lâu rồi. Thì ngày hôm nay thì anh xuống thăm Trọng, anh dẫn thêm giang hồ xuống thăm. Thế là rất là quý anh Già Làng luôn. Còn anh là Du Siêu đúng không? Du Siêu. Kênh YouTube của mình tên gì? YouTube Du Siêu Official 81. À thế quen quen nhỉ? Hình như là team của anh là hay hát nhạc, hát nhạc đúng không? Kênh YouTube là Du Siêu Official 81 đúng không? Thì rất vui vì ngày hôm nay là anh em lại thăm nhà của Trọng và cho Trọng một cái ấn tượng mà toát mồ hôi hột. Thì cũng mong rằng là tất cả khán giả xem video của Trọng thì ghé thăm qua những cái kênh YouTube của anh em đây. Thì anh Siêu là cũng là ở Tây Nguyên đúng không? Tây Nguyên. Gia Lai. Gia Lai. Anh Tùng. Anh sinh năm bao nhiêu? 94. Anh là Du Siêu, còn anh này là Ideal. Ideal là năm nay bao nhiêu nhỉ? Em 2004 anh ạ. À thế em nhỏ hơn anh rồi. Còn anh ấy làm cameraman cho Du Siêu. Anh cameraman à? Là anh sinh năm bao nhiêu? Năm. Vậy là anh làm hành. Đây là anh già làng lớn nhất nhỉ? Lớn nhất, to nhất. Thôi bây giờ chắc anh em mình vào trong nhà nhá. Ok. Ngày hôm nay mà thấy 4-5 người đứng ngoài cổng mà đi ô tô xuống là em hết hồn rồi đó. Tưởng gì tới? Tưởng ngày hôm nay là ngày Hôm nay anh em đi lạc đường rồi chứ. Đi lạc đường do là lần trước đi rồi mà quên ấy, mình đi. Sao không gọi trước cho em nhở? Gọi trước thì nó không có kịch tính nữa. Anh bàn kế hoạch hôm qua rồi mà. Em đau tim. Anh mà đứng một tí nữa là em xỉu luôn á. Không dám kéo cổng nữa luôn anh ạ. Này, đây ai đóng cổng lại đây?
Mấy kia đóng cổng lại luôn à? Xe con chó không ra sủa nhờ. Mời mời anh em vào chơi. Con chó nó hiền nó không ra sủa nhờ. Hay là lúc trước anh già làng anh ghé thăm rồi. Kỳ lấy cho anh mấy chai nước Kỳ. Mời anh em. Thì này y chang giang hồ, nãy ai cởi trần đâu nhờ? Y điều đúng không? Trời, nãy ai kêu đây có phải nhà thằng Trọng không ta? Anh à, làm cho mấy đứa em của em nó vào là kêu là ai mà lại kiếm kêu có phải nhà của thằng Trọng không? Học nước nha. Yeah. Okay. Học kịch bản từ tối hôm qua tới giờ đấy, uống nước đi em. Ừ. Thế là ai là đầu tiêu ra cái màn trôn này đây? Anh già làng à? Anh già làng chơi vậy. Giờ là mấy anh em cũng có xem cây với nhau rồi nhưng mà kiểu như là chưa gặp nhau đấy. Nên là mình muốn tạo cái màn ấn tượng tí. Không mà nãy là em tưởng thật luôn á. Tại vì mình đi làm YouTube á thì cũng có nhiều người thương, cũng có nhiều người ghét á. Nên là em cũng tưởng thật. Mà trước giờ thì người ta lại kiếm nhà em thì cũng không phải là lần đầu mà cũng nhiều rồi. Nên là em tưởng thật đúng không ạ? Anh em mình trước lạ sau quen nhá. Ok, uống nước đi em. Anh em mình là hôm nay là từ đâu xuống đây đây? Đi từ trên Đà Lạt xuống em. Đi trên Đà Lạt xuống. Chắc là cũng hết mấy tiếng đồng hồ mới tới đây nha. Xuống đây cũng khoảng 4-5 tiếng nha, đi xa mà. Đi từ Bảo Lộc xuống đây mấy cái số em nhỉ? Bảo Lộc xuống đây hết gần 2 tiếng á. 40 cây không? 60 cây chứ. Bảo Lộc xuống đây 60 cây, đường hẹp quá đi nha. Đường đèo. Anh đi đường đèo đúng không? Đi đường đèo. Thực sự là ngày trước giờ là em cũng hay, anh già làng thì em cả anh già làng quen biết lâu rồi. Nhưng mà trước giờ thì em cũng xem được một số cái video mà của anh Du Siêu ở trên YouTube á. Thì anh làm những cái video ca hát cũng rất là hay. Nhưng mà anh em mình chưa được tiếp xúc với nhau lần nào á. Nãy gặp chắc cũng không biết đâu nhỉ. Nãy em gặp em nhớ mang máng thôi. Em lại tưởng là giang hồ mạng nào không à. Tại vì thấy cởi trần. Mà mình đã vô tình mình xem được một số video ở trên mạng á. Mà mình lại thấy mình lại tưởng là giang hồ thật lại đây kiếm mình. Nên là bây giờ thì cũng may là được gặp gỡ anh ở đây thì cũng rất là vui. Cảm ơn anh già làng vì đã cho hai anh em gặp nhau. Dạo này anh làm YouTube được không? Cũng nói chung cũng bình thường lai rai thôi. Dạo này kênh cũng mất đi suốt rồi. Cái nội dung chính của cái kênh YouTube anh là ca hát à? Ừ, trước là anh hay làm về chủ đề hát. Xong rồi một thời gian anh thấy nó nhiều cái vấn đề là phức tạp, đó là xin bản quyền nhiều á. Nên là bây giờ anh cũng tính là di chuyển và thay đổi một cái ý tưởng là mình sẽ quay về chủ đề ẩm thực rồi giao lưu hay là chia sẻ những cái nét văn hóa rồi này kia. Anh em hỏi câu này một chút nhá. Hình như anh Siêu là người dân tộc gì nhỉ? Anh là người dân tộc Sarai. Sarai à? Sarai. Còn Y Điêu? Điêu cũng là Sarai. Sarai luôn. Còn anh là dân tộc Sarang đúng không? Còn em là dân tộc Kinh. Thì anh em mình tất là hình như là Trung Tây Nguyên hết đúng không? Đúng rồi. Thế là ba anh em mình phải bắt tay cái chứ nhỉ? YouTuber Tây Nguyên. YouTuber ở Tây Nguyên thì có ba anh em mình chứ mấy. Ở tỉnh Kon Tum thì có mình anh thôi. Gia Lai thì có Du Siêu. Trên Lâm Đồng thì có mình em. Chung là ngày hôm nay anh em lên đây thì không báo trước nên là em cũng không có gì tiếp đón. Chắc xíu nữa để anh em mình rủ nhau đi ra ngoài bờ hồ hay ra ngoài bờ suối gì mình làm một cái ẩm thực nhá. Ok em. Nhưng thì sao cũng được, anh em đến đây chơi chủ yếu gặp gỡ anh em hỏi thăm sức khỏe là vui rồi. Có một cái mối quan hệ gắn kết. Trước lạ sao quen. Vâng. Quen rồi thì thân. Từ Gia Lai mà xuống đây là hết bao xa? Gia Lai đi xuống đây chắc mất khoảng một ngày, hơn một ngày. Anh vòng lên Đà Lạt anh mới vòng xuống đây à? Đúng rồi, anh đi hơn một ngày mà xuống đây thăm em. Đi anh em đi từ Ninh Thuận. Ninh Thuận xong rồi Đà Lạt là xong rồi về đây. Anh em đi đường xá rất là xa mà anh em quý mến Trọng xuống đây thăm Trọng. Thì trong video này thì Trọng cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Trọng cũng mong rằng là tất cả khán giả đang xem video của Trọng sẽ ghé thăm qua bên kênh YouTube của những anh em ở đây. Đây là anh Du Siêu. Kênh Du Siêu. Du Siêu 81 chuyên ca hát những cái nhạc Tây Nguyên. Còn đây là anh Gia Làng Tây Nguyên chuyên đi rừng. Mong rằng tất cả khán giả ở bên kênh của Trọng sẽ ghé thăm những cái kênh YouTube của anh em xem video và ủng hộ. Trọng cảm ơn khán giả rất là nhiều. Thì ở Tây Nguyên này thì chỉ có ba anh em làm YouTube thôi cả nhà. Thì mỗi người thì đều ở một tỉnh khác nhau và mỗi chủ đề video thì cũng sẽ khác nhau. Mong rằng là quý vị khán giả thích xem ca hát thì hãy đến với kênh Du Siêu. Và thích xem những cảnh về núi rừng Tây Nguyên, những cảnh đẹp đi trong rừng hái những loại thảo dược thì hãy đến với kênh Gia Làng Tây Nguyên. Và cũng mong rằng mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ cùng với ba anh em mình để có một cái tinh thần và động lực để mà tiếp tục. Em nhìn anh già làng chuyến này xuống thăm thấy khác ta. Giờ này hơi gầy em, giờ này kênh YouTube khác. Rồi anh mới cạo râu à? Vừa mới cạo râu xong.
tính nói vậy. Mày nhìn xa không nhận ra luôn. Tối qua thấy ở đi vô nhà nghỉ á, thấy cái dao cạo râu người ta để á, mình thử ngứa tay mình cạo cạo thử nó ra một tí xíu lỡ được cạo luôn. À, dạo này thì hình như là anh già làng ngày gần nhất anh em mình gặp nhau là một năm rồi nhỉ? Đúng rồi, một năm tròn. Một năm qua thì anh làm ăn được không? Kênh YouTube dạo này thế nào? Kênh YouTube thì của anh bữa nay thì cũng mắc đề xuất là nó cũng giảm đấy. Thì quý vị khán giả kênh của anh thì thích xem những cái món ăn và những món ẩm thực nhiều nơi. Thì chính vì điều đó thì mình cũng sẽ chiều thấy của khán giả đấy. Mình muốn đi nhiều nơi để mà chia sẻ nhiều đến với mọi người. Dạ. Vâng. Là anh sẽ thử một đi một chuyến. Nếu mà quý vị xem nhiều, ủng hộ nhiều thì sẽ tiếp tục hành trình những cái chuyến đi như thế. Dạ. Thì cái video ngày hôm nay là chắc sẽ là một cái video mà giao lưu giữa những anh em YouTube ở Tây Nguyên. Mong rằng là tất cả khán giả sẽ xem cái video này. Bây giờ thì chắc là anh em Trọng sẽ đi rủ nhau ra ngoài sông, ngoài suối làm một bữa ẩm thực. Ngày hôm nay anh em mình đi xuống này, bên anh có đem dụng cụ nhạc đàn trống theo không? Có luôn à? Nghe nói anh em hát rất là hay luôn. Nên là chút xíu nữa anh em có thể là làm một tiết mục cho khán giả bên kênh của Trọng xem được không nhỉ? Được. Có sẵn sàng không? Sẵn sàng luôn. Anh cameraman luôn. Đấy. Trọng nghe tiếng của anh em rất là lâu rồi, hát rất là hay luôn. Thì ngày hôm nay thì để Trọng chứng kiến tận mắt luôn là xem anh em hát hò tiết mục như thế nào. Thì bây giờ mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Ngày hôm nay thì anh già làng với cả anh Đu Siêu qua rất là bất ngờ, nên là Trọng không kịp chuẩn bị, nên là ngày hôm nay là dắt hai anh qua bên một cái thác rất là đẹp chơi. Thì giới thiệu với tất cả khán giả với cả anh Đu Siêu với anh già làng nhá. Đây là thác Triệu Hải, một trong những cái thác nước mà đẹp nhất ở cái huyện Đạ Tẻ em luôn. Cao khiếp nhỉ? Ừ, anh nhìn thấy đẹp không? Đẹp. Cái này cao chắc cứ khoảng trên 50 mét nhỉ? Ừ. Cái này mình anh em mình làm món ăn thực xong rồi tí nữa ra tắm một xíu để cho mát mẻ. Đi, dắt mấy anh em đi thăm qua cái thác này. Thì bọn em thì cũng hay qua đây lắm. Thác này thì những cái ngày mà cuối tuần á là cũng có rất là nhiều các bạn trẻ qua bên này chơi luôn. Nhìn thác rất là hùng vĩ này. Có mấy người hẳn đang chơi kìa. Mà cắm trại là đúng bay luôn. Ừ, cắm trại ngủ trên này. Trên anh có nhiều thác không? Có, cũng có nhiều nhưng mà đi xa lắm rồi. Đi phải từ sáng đến trưa thì mới tới chỗ. Ừ, đây. Cái thác nước ngày hôm nay này. Xíu nữa là anh em mình sẽ mở một cái đại hội âm nhạc ha. Okay. Ngồi bờ suối này đàn rồi nhìn ra thác. Cái phong cảnh phải nói là rất là hữu tình luôn. Đó. Đi, bên này mình mỗi tay đi chuẩn bị món ăn đi. Ừ. Bên này thì em cũng có chuẩn bị một chút ẩm thực của Tây Nguyên để đón anh em mình. Chúng là có gì thiếu sót thì anh em thông cảm nhá. Anh ra làng nhá. Anh Siêu nhá. Đây, ngày hôm nay thì em có chuẩn bị đọt mây này. Hồi nãy em có giới thiệu đó. Không biết anh già làng với cả anh Siêu là có ăn đọt mây bao giờ chưa? Anh thì anh chưa ăn. Anh Siêu nhỏ giờ chưa biết cái đọt mây là như nào à? Nhưng mà lâu lắm rồi nhưng mà có nhưng mà chưa bao ăn bao giờ. Nhưng mà trên Gia Lai có không? Có cái này không? Có nhưng mà ở trong rừng sâu lắm. Nhưng mà anh ấy thường đi vào trong rừng sinh tồn thì cũng lấy những cái đọt mây này về ăn này. Lần trước anh già làng xuống em còn nướng cái này, em đãi anh già làng rồi đúng không? Đúng rồi. Xíu nữa là em sẽ nướng cái này lên là đãi anh Đu Siêu, anh trải nghiệm thử cái ẩm thực ở Lâm Đồng xem thế nào. Rồi. Đây là cũng là một trong những số cái đặc sản mà nổi tiếng của người đồng bào dân tộc thiểu số ở quê em. Cái đợt mây này mình nướng cũng được mà mình nấu chung với thịt rừng hoặc là nấu với cá suối cũng ngon. À vậy là anh già làng là anh có ăn cái này nhiều đúng không? Nhiều rồi. Tại vì những người đồng bào ở trên em á thì lúc xưa thì họ cũng rất là khó khăn, họ chỉ đi rừng lấy những cái này về thôi á. Để bây giờ anh em mình cho nó có thang rồi mình cổng gà vào. Dạ dạ. Sẽ chờ đợi thưởng thức những cái món lạ đấy nhé mọi người nhé. Dạ. Chưa ăn bao giờ, hôm nay là mới bắt đầu ăn đấy. Thì bây giờ là cái quá trình chuẩn bị của anh em mình. Thì bây giờ là mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Nãy giờ thì anh em Trọng là đã đốt được một đống lửa, một đống than rồi. Bây giờ là anh em Trọng là đang nướng những cái đọt mây để đãi anh Siêu với cả anh già làng. Hôm nay là một cái video mà vừa giao lưu vừa ẩm thực luôn. Cả nhà thấy đó. Cho đầu kia vào chứ em. Đó giờ có đi nướng đặt mây lần nào chưa? Đúng rồi. Này đúng rồi. Thế tưởng.
Bây giờ là một số anh em là đang nướng gà nhé cả nhà, đang chuẩn bị để nướng thêm hai con gà, hai con cá lóc nữa. Nãy giờ là cái quá trình chuẩn bị của anh em Trọng là xong rồi nhé cả nhà. Thì ngày hôm nay thì anh già làng với cả anh Siêu xuống nhà Trọng chơi. Thì Trọng chuẩn bị mấy cái món đồng quê thôi. Đây là có hai con cá lóc này. Đây là hai con gà. Đây là đọt mây. Bây giờ là mấy anh em mình cùng chế biến đây cả nhà. Được chưa anh? Rồi, ok. Đây là cái món ẩm thực mà ngày hôm nay là anh em mình ấy nhá. Cả nhà xem con gà hấp dẫn không? Rất là lâu rồi thì nhóm của Trọng mới làm một cái buổi tiệc ẩm thực như thế này. Thì tại vì công việc cũng rất là bận bịu, ngày hôm nay thì có anh già làng với cả anh Đu Siêu xuống thăm. Thì anh em làm một cái buổi tiệc dã ngoại này luôn. Mời tất cả. Mấy này mình cũng là đầu bếp hết cả nhà. Trọng có biết nấu ăn không? Cũng tạm tạm thôi anh. Dạ. Anh Siêu thì có làm ẩm thực không? Anh thì chuyên về cơm lam gà nướng. À, cơm lam gà nướng luôn. Đúng rồi. Ồ, okay. Thế là thì Đu Siêu thì nướng hai con cá. Mình thì nướng con hai con gà nhá. Để xem thành quả ngày hôm nay như thế nào. Mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Trong cái thời gian chờ đợi món ăn chín thì hôm nay thì Đu Siêu sẽ gửi một ca khúc để tặng đến khán giả của bên kênh của em Phúc Trong Vlog nhé. Ok các bạn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ hát bài Khi Người Mình Yêu Khóc của Phan Mạnh Quỳnh à? Phan Mạnh Quỳnh. Rồi, ok. Vô. Âm nhạc là đang chảy ở trong máu. Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay. Nước mắt em mang nỗi nhớ đôi đắng cay. Khi những yêu thương em trao cho ai tan thành mây như hôm nay. Bối rối tôi lang bên em tay lắng nghe. Muốn giữ đôi vai đang run trong tay tê. Muốn nói em quên anh ta em nhé. Sao phải mãi nào nè. Tình yêu xưa đến nay là con lốc xoe. Dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng nhìn hết niềm vui dù em đớn đọa này. Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác gì giọt nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng bây giờ kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn lòng. Bao ngày dài trong ngõ còn biết hy vọng. Có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau. Có nỗi ưu tư riêng thôi ai biết đâu. Dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như là mối tình đầu. Muốn đứng theo đôi chân em trên bước đi. Muốn thấy ai yêu em như anh nghĩ suy. Những yêu đôi mong qua nhanh. Xưa đến nay là con lốc xoe dù ai cũng hay mà trong phút giây chẳng thể biết người dường em đến đoạn này. Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác gì giọt nước trên mi em rơi. Khi người mình yêu khóc, nắng khắp lối nhưng bây giờ kín lòng. Mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn lòng. Bao ngày dài trong ngõ chỉ còn biết hy vọng. Nào cho một tràng vỗ tay. Khán giả xem video là cho một like để ủng hộ ca sĩ Y Điêu. Ý là chia sẻ một chút nha Điêu. Dạ. Ý là cái đàn này là theo em là bao lâu rồi? Đàn này hả? Ừ. Đàn như là từ 2016 nhỉ. Thế là năm nay là 2023. Dạ. 8 năm.
nhìn những cây đàn mà nó hư rồi em còn cột dây thun các thứ luôn à? Dạ, cái này không có capo. Hôm qua quay video cho rồi, capo nó bị gãy. Thì nãy giờ khán giả thưởng thức một cái màn âm nhạc, một cái bài hát của em Ideal thì nghe rất là hay luôn. Ở trên cái kênh YouTube của nhóm của anh Ideal này, kênh YouTube tên là Dusiu 81, còn rất là nhiều những cái bài hát và những cái bài nhạc mà hay như thế này nữa cả nhà. Nếu cái giọng hát đặc trưng của người Tây Nguyên mà hát những cái nhạc trẻ kiểu hiện đại như thế này thì rất là hay. Thì khán giả mà muốn xem và muốn nghe những cái bài hát mà giọng đặc trưng của những người Tây Nguyên như này thì khán giả có thể ghé qua kênh Dusiu 81 để nghe và cảm nhận những cái bài hát hay như thế này nhá. Bây giờ thì gà của anh em mình cũng sắp sửa chín rồi. Chín rồi đấy. Nên là bây giờ là chắc anh em mình sẽ bắt đầu buổi tiệc nhá. Chào tất cả khán giả nhá. Nãy giờ thì cái quá trình mà chuẩn bị của anh em Trọng xong rồi. Ngày hôm nay thì anh Già Làng với cả anh Dusiu qua đây chơi. Thì Trọng không biết tiếp đón cái món gì, tại vì anh qua gấp quá nên là có những cái món mà kiểu dân gian thôi. Thì tiếp đái hai anh. Vâng, nãy giờ thì cũng chuẩn bị xong rồi. Vâng, cảm ơn em nhá. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng hành trình của anh em mình thì tới và thăm nhà của em Phúc trong vlog. Thì hôm nay cũng rất là vui khi mà em tiếp đái anh em mình nguyên một con gà và cá. Rồi đặc biệt hơn là em rất là chú đáo mời anh em rồi đi ăn uống rồi này kia rồi mọi người ạ. Tối thì mình cũng đi ăn uống với em rồi. Vâng. Thì hôm nay thì mình cũng giao lưu ăn uống thôi. Vâng. Giờ ngồi ăn thôi nhỉ. Anh em mình là chủ yếu là quay phim để giữ lại làm kỷ niệm đúng không? Rồi. Không biết là biết bao giờ anh em mình mới có một dịp như thế này. Trước lạ sau quen, bây giờ anh em mình quen rồi thì anh em mình sẽ còn nhiều cuộc gặp gỡ như thế này đúng không? Đúng rồi. Anh Siêu nào thử mổ cá lóc là xem là ngon không nào. Đấy. Đây là chính tay của Dusiu nướng luôn nha các bạn. Ôi thôi nước nó chạy kìa. Trời ơi. Rút ra luôn em. Đá quá ha. Em cầm đi em rút tay. Đúng rồi. Cá lóc là anh Siêu anh nướng, còn gà là anh Già Làng anh nướng. Đúng rồi. Đó. Nãy giờ anh em mình thì thưởng thức con gà rồi, bây giờ thưởng thức con cá lóc em, nào. Cameraman quay Dusiu mổ cái này này. Cho các bạn xem này, đấy thấy chưa? Anh Siêu là kinh nghiệm ẩm thực bao nhiêu năm rồi? Anh là ẩm thực của anh là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Vâng. Wow. Đặc biệt là cái ruột ở trong này ăn mới sướng các bạn. À. Rồi em mời anh Già Làng ấy. Cái này là mình anh cứ bọc tay đi anh trai, bọc tay đi. Mọi người nha, mọi người nha, mình sẽ ăn cái ruột con cá thôi cả nhà. Ăn vị ăn thức cá rồi đấy, cứ chuột rồi đấy mình thích ăn đó. Wow. Ừ. Cái này đây này, em ăn đi. Không, em không ăn được cái ruột đâu anh. Không ăn ruột hả? Không ăn ruột. À thế thì em điều ăn đi. Anh nhà mình là bốc tay luôn đúng không? Tay luôn, bốc tay cho tự nhiên. Có gì các bạn xem video thì mọi người thông cảm giùm anh em nhé. Tại vì anh em mình cũng vào chỗ cái khu rừng, khu núi thạc này kia. Nên là không có chuẩn bị đũa rồi muông này kia cho bay bán. Nên là mọi người thông cảm. Nên là mình cũng chơi theo kiểu như dân dĩ thôi nhé. Anh em mình thì quý nhau như kiểu là anh em trong nhà vậy đó. Nên là anh em mình cứ tự nhiên. Dạ. Em mời anh Già Làng nhá. Mời anh Siêu nhá. Mời em Điêu nhá. Dạ dạ. Chuyên em nó. Để em thưởng thức con cá lóc của anh Siêu xem nào. Wow, ngon. Ngon. Ngon không? Ngon. Ngọt ngọt ngọt. Bây giờ em thử chấm một cái cho cameraman của em nào. Nào, Kiệt vào đây để anh chấm cho nào. Kiệt vào đây anh chấm cho cái. Thế à? Ừ. Mời mọi người nhá. Mời tất cả khán giả. Ngon lắm. Ngon không Kiệt? Cái vị nó ngọt ngọt, béo lắm anh ơi. Ngọt ngọt đúng không? Đúng rồi. Đó, đây là món cá. Nhà cá lóc sao thơm mùi cá lóc nhỉ? Ừ. Em không hiểu. Anh nói gì em không hiểu luôn á. Hôm nay ăn gà giống như ăn gà nhỉ? Ừ. Gà nướng giống như ăn gà luôn á. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Siêu với cả anh Già Làng xuống chơi. Có gì tiếp đón mà không chú đáo thì mong hai anh cũng thông cảm nhá. Yeah. Chung là như thế này là quá là tuyệt vời rồi em. Rồi. Anh em mình không có quan trọng về ăn uống đâu. Vâng. Em sẽ bỏ qua cho. Quan trọng là anh em mình gặp nhau mà anh em mình dành tình cảm cho nhau như thế này mới là quan trọng. Yeah. Thực sự đây các bạn ạ, mình cũng chia sẻ với các bạn về cái hoàn cảnh của em Phúc Vlog. Đầu tiên thì như hồi nãy em nó đã kể rồi. Thì trước kia thì em nó đã đi từ với cây khổ của các bạn. Trước kia là cũng hay đi làm thuê đúng không? Em đúng rồi. 15 năm là em bắt đầu đi làm thuê phải không? Năm 15 tuổi em đi làm công nhân, tháng 6 triệu. Từ 6 giờ sáng tăng ca đến 10 giờ tối. Một ngày em làm được 20 tiếng phải không?
Cái đó là làm công nhân thì làm 12, 13 tiếng. Ý là sau khi mà em làm YouTube á, là một ngày là em làm cả 20 tiếng đồng hồ á. Nên là như vậy mới có như ngày hôm nay á. Đúng rồi anh. Dạ. Anh cũng làm YouTube thì anh cũng hiểu mà, công việc của anh em mình nó vất vả lắm. Nhiều người họ nói ủa, mấy thằng làm YouTube này kia kiếm tiền dễ này kia, nhưng mà họ không biết được. Đúng rồi. Đúng không? Khổ lắm mọi người ơi. Đằng sau cái ánh hào quang đó là gì nhỉ? Rực rỡ. Rực rỡ, hào quang rực rỡ. Bây giờ là Trọng bóc một miếng. Cái này là một cái nơi mà địa điểm du lịch của rất là nhiều người dân luôn. Nhưng ngày cuối tuần là người dân lại đây rất là nhiều. Anh em mời Kiệt nào. Trọng mời tất cả khán giả đang xem video trên kênh YouTube của Trọng nhá. Đây, mời em Kiệt luôn. Màu cá rất ngon luôn mọi người. Để em ăn thử nha anh. Ăn đi em. Màu thịt gà mà sao lại màu cá Kiệt? Chắc là em lo nhìn camera nên không chú ý rõ anh ơi. Nhóm anh Ideo là có bao nhiêu người? Anh là trước kia là anh rất là nhiều. Hồi mà anh vừa mới làm là tính ra là 5-6 người trong team. Thì bây giờ thì mấy đứa em cũng có gia đình hết rồi. Nên là bây giờ là đi cùng với Đức Siêu là Ideo. Ideo là cũng như là cháu trong rút trong nhà luôn. Nên là em đi cũng cố gắng đi với em. Còn mấy anh em còn lại thì giờ ai cũng có gia đình hết rồi. Nên thành ra là không có đi nữa. Anh lo công việc gia đình ở nhà. Em cháu của anh Ideo hát rất là hay luôn. Nay em ca một bài mà phải nói là hết nước chấm. Cảm ơn nhá. Không phải là khen đâu, mà thực tế là như vậy luôn. Tại vì vâng dạ. Anh đi Nhi ơi, mời anh già làng nha. Nhi ơi, đây như này mới sướng rồi Nhi. Ăn đi. Gà thì thích ăn gà của nó thôi. Tí là mình ăn uống xong rồi chắc là anh em mình ra kia mình tắm xíu nhỉ. Tắm luôn, ok anh. Mà ở đây công nhân cái khu này rất là đẹp các bạn, nó rất là tự nhiên. Cái nhà ăn nhá. Trên Gia Lai của anh có nhiều thác không? Chỗ anh cũng nhiều, nói chung là khu TC là nhiều. Gia Lai là rừng hay là đồng bằng đây? Rừng có, đồng bằng có anh. Đồi núi nhiều không anh? Nhiều. Bằng lâm đồng không? Đồng bằng. Có đồng nhiều lắm. Nhiều chưa? Gia Lai mới ít thôi. Nhiều là ít. Trước giờ em chưa lên Gia Lai lần nào luôn á. Tới nhà cửa xong xuôi rồi lên. Mai mốt mà em lên Gia Lai là hai anh đón em nhá. Ok. Rồi hôm nào mà em với anh em trong team gia đình sắp xếp một thời gian nào đấy thì ghé anh em chơi. Lúc đó em kéo 5-7 người lên, em ngoài gõ cổng em hỏi nhà Rusiu là nhà nào, chỉ vào. như ngày hôm nay là anh đứng ngoài làm một cái pha mà giờ vẫn còn tim vẫn còn đập. Trời ơi. Cứ giống như là giang hồ thật đúng không? Đúng rồi. Gặp xong là thấy anh em chú ý mến nhau quá. Đúng rồi. Như hết sợ rồi. Hết sợ chưa? Hết sợ anh. Hết sợ mới ngồi ăn gà cùng đấy. Thì ngày hôm nay là anh em xuống đây chơi với em thì em cũng như vậy là cũng rất là quý rồi, rất là quý anh em. Cũng mong rằng là anh em sẽ trước lại sau quen, sau này anh em mình sẽ còn nhiều cuộc gặp gỡ như này nữa. Thì nãy giờ là Trọng quay cái video này là cũng dài rồi, thì đây là cũng là một cái video mà kỷ niệm giữa ba kênh YouTube của Tây Nguyên đấy. Thì Trọng cũng mong rằng là tất cả khán giả đang xem video ở đây sẽ dành một chút thời gian ghé qua kênh YouTube của hai người anh ở đây. Thứ nhất là anh Du Siêu 81, tên kênh YouTube là vậy. Còn đây là anh Gia Làng Tây Nguyên. Mong rằng tất cả quý khán giả của Trọng sẽ dành một chút thời gian qua xem video và đăng ký kênh YouTube ủng hộ cũng như là những anh em YouTube của mình. Thì chắc có nghĩa lẽ là bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này để Trọng mời một số anh em nữa vào trong này cùng thưởng thức cái bữa tiệc này cùng anh em mình nhá. Tại vì ngày hôm nay đi chuẩn bị thì cũng có rất là nhiều anh em theo, nhưng mà một số anh em ngại, anh em không muốn quay phim á. Nên là bây giờ Trọng xin phép kết thúc video để Trọng mời anh em vào. Mong rằng là khán giả xem video sẽ bấm đăng ký kênh của tất cả anh em YouTube ở đây nhá. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Một lần nữa thì Trọng cũng xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Bye bye. Bye. Chào nha. Thank you.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.